Có hai người đàn ông đã tuyên bố mình tạo ra chiếc áo trench coat. Vậy kết quả như thế nào? Người đàn ông đầu tiên chính là John Emory. Vào năm 1853 thì John Emory đã phát triển và được cấp bằng sáng chế cho một loại vải chống thấm nước giống như là vải cao su ngày trước. Tuy nhiên thì ít mùi hơn và thoáng khí hơn. Sau đó thì ông đã đổi tên doanh nghiệp của mình thành Aqua Scutum. Bắt nguồn từ tiếng Latin thì Aqua và Scutum có nghĩa là nước và khiên. Cái này thể hiện cái sự tập trung của Emory vào kiểu thời trang chống chịu thời tiết cho giới quý tộc. Emory đã tuyên bố tạo ra cái phiên bản trench coat của mình cho các sĩ quan phục vụ trong chiến tranh Crimea. Người thứ hai chính là Thomas Burberry. Ông đã thành lập doanh nghiệp của mình vào năm 1856. Và đây chính là thương hiệu Burberry vẫn đang làm mưa làm gió hiện nay. Vào năm 1879 thì ông phát minh ra một loại vải gọi là gabardine. Đây cũng là một loại vải chống thấm nước và thoáng khí. Đây được coi là một bước tiến vượt bậc. Ông đã gửi bản thiết kế của mình cho văn phòng chiến tranh Vương quốc Anh năm 1901 và đã được chấp nhận. Cả hai loại vải của Emory và Burberry đều được sử dụng rất nhiều trong thời trang, từ đồ thể thao thám hiểm cho tới phi công. Tuy nhiên thì cho tới hiện nay vẫn chưa thể khẳng định ai thực sự là người tạo ra chiếc áo trench coat. Cả Emory và Burberry đều có quan hệ mật thiết với quân đội Anh và cả hai đều đã phát triển kiểu thời trang chống chịu thời tiết từ trước đó. Sau chiến tranh thì những người quân nhân trở về đời sống dân sự và họ vẫn tiếp tục yêu thích sử dụng những chiếc áo trench coat của mình. Vào thời điểm đó thì cả Aqua Scutum và Burberry đều là những thương hiệu thời trang cho nam hàng đầu. Điều này chỉ làm cho những chiếc áo trench coat càng trở nên phổ biến trong đời sống dân sự và đây vẫn được coi là một biểu tượng của sự đẳng cấp. Mình mong là những thông tin này có ích cho các bạn. Nhớ follow kênh của mình nha. Bye bye!